Chào mọi người nhá. Thăm vẫy rắn sáng giờ. À, sáng này được một eo hai nặng rồi. Đây, bé nặng đấy. Và thăm nốt cái đây. Quay ở đây quay hạn chế. Cảnh vật của dân ở đây nó mất dạy lắm. Và ngó hai cái trong cái nữa. Ngó nhìn thấy quen cái là nó vào nó lục lấy hết. Dân đấy rất là mất dạy. Đấy. Máy hôm xưa này. 12 hôm nay mới đi ngó đây. Ở đây mà cứ quay cái cảnh xem video nó nhìn thấy là nó lần nó lấy hết sạch. Ai à. Có đâu, có đâu. Ừ. To hay nhỏ gọi là cũng có rồi. Con này bé. Bắt hết. Có hơn không? Có. Sáng rồi. Đấy. Tháng giờ hôm nay mới lại được một con này. Ui, nóng quá. Đi suốt từ sáng lắm. 20 cái rọ. Chỉ thấy cóc chết nhưng không thấy rắn đâu. Giờ đây tuyệt chủng hết. Ra ra lấy đồ để đổ. Nói được một con nửa tháng này. Này đang được 3-4 nặng. Đủ lắm rồi. Chết rồi. Đấy là cái nùm này. Ngày xưa nó là cái bốt điện này. Rất đẹp mà này không có tiệt chủng hết. Dần này nó bắt khiếp lắm. Bé nó bắt về nó nuôi. Bán cho người nuôi. Khiếp quá, nắng quá. Ôi chào cả nhà nhá, để cho nó vào bì nó còn về, nắng quá.